tìm ra một người và bắt kịp một xu hướng trên TikTok trong nhà hàng đi. Ok, chào mọi người, hôm nay thì bọn mình sẽ tham gia một thử thách để tìm ra ai là chùm bắt trên TikTok trong Heavy. Và thắng cuộc sẽ nhận được một phần quà đặc biệt và danh hiệu chùm đua trên 2020 của nhà Heavy. Ok, bây giờ let's go. Thôi không? Tao thấy nó dị thường đó. Mình còn gì đâu. Không nghe rõ. Ôi, kia đây mô tả về cho em. Mô tả về cho em. Mình còn gì đâu. Có mỗi con vui tàu. Bạn cũng là con đi. To the beast,
M to the B, it's M to the B, it's M to the B. Trời đất ơi. Cái này là chỉ đọc thôi. Đọc theo cái đó đó. Đọc sao? Đúng không? Injectomy, injectomy gì đó. Injectomy, injectomy gì đó. Vâng, chính thực lực của mình đi lên nên chúng tôi rất tự hào về cái danh hiệu này. Vâng, rất cảm ơn.
Lộc ơi, anh ơi, anh ơi. Chuẩn bị đây. Đây là cơm. Nên lắm, ăn cái gì lát ăn cho. Lát ăn cho anh em. Có cả cả nhân á. À đúng rồi. Bắt cả cả chứ đúng không? Có phải em đang chơi đùa anh đấy không? Tình yêu như nghĩa tình cả. Người trả áo mức người trả áo đúng không? Đúng rồi. Hai. Ngoài kia mưa gió và âm hùng. Nơi mình nên nhất là về bên kia. Về bên kia. Về bên kia. Sao? Cảm ơn. Rồi thôi. Rồi thôi. Rồi thôi. Rồi thôi. Cảm ơn. Tốn mất 5 phút của lần nào. Tốn cả đò.